Hello cả nhà, giờ làm tay tiếp nha cả nhà. Giờ này em làm màu min này, màu này dễ thương quá. Của Dip and Do 135 và Dip and Do 133 nằm trong bảng màu số. Ok, em mua tay trên bác lại tí nha. Nằm trong bảng màu số 5. 133 và 135, hai màu này ombre với nhau. Cái này là nước sơn gel, nước sơn thường và bột 4-in-1 lần. Nó nằm đây. 35. Đó, nó cái màu này 133 có nước sơn gel, nước sơn thường với bột. Thì mình lấy bột ra mình ombre. Nguyên cái này cái nào cũng đẹp hết á. Nhìn là mê rồi phải không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nha. Bột này là xài xong là bị ghiền, hơi bị ghiền đó nha mấy anh chị. Rồi bây giờ em qua tay bên này. Bên này giờ này của Ngân mấy giờ hả? Chắc cũng cỡ 7 giờ rưỡi, 8 giờ. I think so. Ok, em đi primer. Ủa tay nãy em đi primer chưa ta? Rồi phải không? Okay. Giờ này hay bị quên cái vụ primer lâu lâu, cái hay bị quên. Cái primer này nó không có axit cho nên là nó thơm phức à. Hết đã luôn á. Để vô hết nó hơi, hết dị ứng. Nói chơi thôi. Nó chơi lên nha cả nhà, đừng có làm thiệt. Màu mới hả? Dạ không phải chị Lisa, màu màu trong bảng số 5 á. Chị Lisa có bảng số 5 chưa? Màu mới tới tuần sau em mới có. Tuần sau em có cho chị 12 màu mới đẹp lắm. Cái này em đang nằm trong bảng số 5 nè chị. Trong 228 màu này của mình thì nó có nè, số 113 với 133 với 135. Hộp thiếp mà có xếp sẵn nhọn vậy á thì nó là em nhớ 9 đồng mấy luôn clue rồi hết. Còn nếu mà mình mua mà cái bịch á thì nó có 5 đồng rưỡi, 5 đồng 95 gì đó, em nhớ là vậy. Nóng tối nay nóng chắc phải đắp 2 cục bột đi, để dứt lên đắp 1 cục bột rồi bắt đầu nó khô cái mình bị quê. Nói chứ tối nay trời nóng, sáng giờ làm live đâu có máy lạnh đâu mấy anh chị. Trời Florida mùa này 80 độ, đang sống không có máy lạnh, gần về tới Việt Nam rồi. Bột này dẻo lắm nha. Đó, không mo bồ mà còn dẻo nữa. Ai mà đang tìm 4-in-1 là hốt set này giùm em. Rất là mê. Khách em xài bột này xong thích lắm. Dip and Do nè. Kim cũng đang có set này mà hết. Chẳng những đang có set này mà còn xài màu, muốn xài màu nào là còn nói luôn. Tại trong tiệm làm cho khách nhiều quá đó. Em đang nói ủa màu trắng nào để mà mình làm ombre với màu này đẹp ta, là quất liền 133 đi cưng. Đó, ôi trời ơi. Rồi đắp như thế này thì mình có cần phải dũa không cả nhà ha? Mình đâu cần phải dũa cái mặt móng nữa phải không? Cái mặt móng vậy là coi như mình xong rồi nè. Cuticle. Đó. Bao nhiêu một set? Dạ chị 3.067 đồng cho bao nhiêu màu quên rồi. À 228 màu chị. Yến, chị Yến nói là bột này vừa dip vừa đắp luôn nha. Thank you chị. Có nước sơn gel, nước sơn thường đi kèm luôn. Cho nên nó gọi nó là 4-in-1. So cute, my best long nails. Yes, trời ơi, I love it. Móng này chị Yến móng này ăn oyster hả? Ăn oyster. Không cần thua nha. Về Florida làm bộ móng này là đi bắt oyster về dớt luôn đó. She said this one well, right? Well, hôm làm thằng kia almost 3 inch. You compare my nail to her nails, it's nothing. Yeah. Nothing. 3 inch thằng kia hả? It's a bit. Oh my god. Yeah, tụi em có một thằng khách đó, nó làm makeup. Uh-huh. He wear long nails. Super long. And yeah, he always keep on a trendy design. Uh-huh. Mẫu nào mà mới ra là he làm hết luôn á. So compare my nails to him, nothing. Chị Kim đắp về xong.
Chị sử dụng liquid nào? Dạ em sử dụng liquid của Journal luôn. Ok, rồi. Trời, không biết khi nào người ta gắn xong máy lạnh cho em á. Chứ đắp bột mà còn nóng như thế này nó chắc nó tan mỡ của em hết. Mỡ người ta phải biêu lâu lắm mới được á. Rồi mỡ người ta phải biêu 2-3 năm mới được á, tan hết uổng. Trời, chưa biết dạo này chiều á là em tập thể dục. Tập thể dục mà tập mấy cái động tác mà cho abs á, nó đau cực kỳ đau. Tập xong mày hả mày, cơm chiên hả? Ngày hôm qua ăn gì là bữa nay kể ra tới đó liền á, trời ơi, giống như là thù hằn vậy đó. Mình là thợ neo gương mẫu nha mấy anh chị. Sáng đi làm, chiều về tập thể dục một cái, tập không có nhiều, một ngày 15 phút thôi. Rồi tối ra đi giũa tiếp, cho nó khỏe để có sức giũa tới già. Exercise xong bô bà ti là good luôn. Trời ơi chị ơi, bỏ rồi, bỏ cái vụ bô bà ti rồi. Em bây giờ một tháng là em chỉ được có một ly Starbucks hoặc là một ly bô bà ti thôi. Nhưng mà ly wine every day hả? Huh? Wine, bỏ wine luôn rồi. Nhiều quá bắt cỡ. Dạo này uống cái gì cho nó burn? Uống rượu đế. Rượu đế. Dạ cỏ em xài số 14. Cỏ xài số 14. Tổng lên nó nên có sức ngày like 2 lần luôn. Ghê ghê. Chỉ có bạn tôi mới hiểu tôi thôi. Bạn học em á. Yeah. Hồi xưa hai đứa đi học đánh lộn hoài. Ở Việt Nam á, lúc mà còn học trung học á. Yeah. Hai đứa đi học đánh lộn hoài. Mà bây giờ qua Mỹ, lại mua supply của em. Em tưởng đâu nó thù em chứ. Giờ ủng hộ em lắm. Bởi vì cuộc đời không ai biết trước là vậy đó mấy anh chị. Xưa là thù, nay là bạn hả Tâm? Trời ơi, nhớ ghê luôn á. Hồi xưa Kim học bên này mà đúng không? Kim nhỏ bên này nữa. Học bên này. Học bên này có đánh lộn không? No, man, I'm a good girl. Oh, did not know. Đó, mấy anh chị thấy bột ôm rê đã không? Vuốt cái là ra nha. 133 với 155 nha Tâm. Mai có làm khách thì nhớ hai số này. Chấm. Dạ 133 của Deep and Do chị. Thì có em làm rất nhiều màu quá, vừa Deep Blend vừa Deep and Do. Em không nhớ được là màu nào đi với màu nào đẹp. Tới nỗi mà khách của mình xài rồi nói với mình, em ơi màu này là đẹp thôi chứ giờ mình nhớ hết nổi rồi. Ok, đó. Tôi ghiền Deep and Do lắm lắm luôn. Nghe đồn sắp có màu mới nha bạn ơi, 12 màu mới. Mà tôi có lỗi quá, mai mốt bà thích cái gì tôi cho số điện thoại của sale manager, bà gọi vô bà order giùm tôi luôn đi. Biết sao không? Xin nhắn cho em. Xin nhắn cho em rồi cái em quên hoài à. Ý nói mai mốt kìa bộ ba con gái luôn đi em. Trời ơi, em mới có hai đứa mà chị kêu em đâu ra ba đứa, chị Yến làm em sợ chị Yến ơi. Ba con gái, tưởng ba có mùi, ba cô gái. Đó, cái màu trắng này nè, blend nhẹ cái nó ra nhìn dễ thương ha mấy anh chị. 133 and 135 nha cả nhà.
clear em xài nó là crystal clear, cho nên nó dẻo vậy nè. Cái Deep and Do này nhiều người xài bị ghiền lắm. Hôm qua cũng có người nói là em mua bỏ vô tiệm của em thợ giờ chịu là toàn là đầm làm Deep and Do, không chịu làm bột khác, cảm thấy có lỗi. Làm bột xài đã quá cảm thấy có lỗi. Không chịu xài khác. À ok, trời ơi, ai lấy cái tên Facebook gì ớn ăn gì. Hey, hello chị Tina, thank you chị. Rồi anh chị nào mà xài Deep and Do mà thích thì nhớ cho em xin feedback nha cả nhà nha. Liquid gì vậy? Dạ em xài liquid của Journal. Anh chúc em trao cho coi. Sao tự nhiên giờ này rung dữ vậy ta? Kim em làm tay cho Kim em rung cầm cặp, Kim thấy không? Đông quá nè, đông quá, đừng coi đông quá. Giờ này giỏi tiếng Việt dữ ta. Girl you up 1000. Đông. Hello, hello cả nhà. Hello, 1000 friend. Ok, em đi một cục bột lia chính giữa ở đây nè. Để cho nó balance lại cái độ dày của móng á. Và ở đó thì chút nữa mình vũa nó không có bị mất cái màu của mình. Anthony đỉnh chắc thiếu trà sữa đó. Trời ơi, giờ này em bỏ trà sữa rồi. À, theo hộp đủ size. Dạ anh Tuấn ơi, có anh Tuấn, em có nhiều màu lắm. Liquid EMA, dạ đúng rồi chị Annie ơi. Con ơi, Liquid Journal trời lạnh, lạnh âm độ đắp ok hay không? Trời lạnh nó sẽ bị chảy hơn chút. Nó sẽ chảy hơn chút. Ủa nhưng mà trời lạnh âm độ là bên ngoài trời nó lạnh thôi, trong tiệm mình thì mình cũng phải giữ nhiệt độ bình thường mà chị. Chỉ có cái gì nè, khi mà khách họ vô á, cái tay họ đang lạnh mình đắp lên á là nó sẽ bị chảy một tí xíu. Ở những tiệm mà dùng lạnh á là mình có kinh nghiệm là mình có cái máy heat để cho khách vô nó ngồi nó lựa màu rồi nó heat. Cái máy heat mini á, nó vô nó ngồi nó heat cái tay nó cho nó ấm một chút. Để không thôi là chỉnh bột, chỉnh liquid cho ấm đã, xong cái tay lạnh nó để lên cái nó tè lè hai bên như cái bông chảy nó tè lè cái hai bên. Trời xin lỗi là em người nhiều khi mà nói mình người miền Tây hoài, người ta chửi tại sao đổ thừa người miền Tây, mà không có người miền Tây nó vậy, nó dùng những cái từ lạ lắm. Nó chảy tè lè qua hai bên vậy đó. Nghe nó dân dã, Kim đâu biết từ đó hả? Tè lè. Running like water. Dạ. Yeah. Nói tiếng Anh nghe nó đỡ hơn phải không? Mấy anh chị muốn em nói tiếng Anh hay nói tiếng Việt? Ok. Nói cho nó vui, nó có không khí thôi chứ mà ngồi mà đắp bột mà còn đính thinh một hồi là hít bột đầy bụng về sình bụng chết. Dũa còn giảm giá không? Dạ Trần Thị Bích Thủy còn chị. Mẹ em tên giống chị á. À, mẹ em khác họ thôi. Cái gì cười quậy Kim? I'm craving for Kim oyster noodle. Nói tiếng Pháp đi em. Nói tiếng Pháp. Biết à. Tiếng Pháp không? No, how can? No. No, I don't. You know. Em hồi trước là làm với mấy cô thợ mỹ 3-4 năm trời luôn mà nó dạy cũng không hiểu gì. Tới nỗi mà mướn reception người mỹ vô để mà đứng rồi làm việc với mình luôn. Mà học hoài cũng học không được, hình như là nó qua cái độ tuổi học rồi đó. Yeah. All you need to learn is see. See what? Good, yes. What you mean? Do your video in English and watch them at the video. Someone requests yeah, English.
talk in English. You can send any question by English. I'm gonna try to answer. Me and Kim here are gonna try to answer all your questions. Some people say my English kind of mean, but I try to be nice. Broken rice English. Okay. Xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vũa shape nha mấy anh chị nha. Đây là Deep and Dual 135 và Deep and Dual 133. Trời, dạo này em mướn lực sĩ vô làm việc bên hãng bột, cho nên là đậy nắp hũ bột xong mở không ra luôn. Anh chị nào có bị đó thì liên lạc với tụi em nha. 133 với 135. Your English is fine. Yeah, I mean it's okay to answer some question, but for like talk the whole time by English, I'm not confident. Yes, fresh from the book English. Set có bao nhiêu vậy Ngân? Dạ chị Stephanie ơi, mình có 228 màu chị. Hiện tại em có 228 màu. Chị đắp nhiều có bị ảnh hưởng bởi lưu hình hay không? À, đắp nhiều có bị hay không hả? Cho tới giờ thì em không bị. Mà nói về có ai cảm giác giống em không? Tới nỗi mà con bé làm sample trong công ty nó cũng vậy. Nó ngồi nó làm sample là làm từ sáng tới chiều tối luôn đó mấy anh chị. Sáng nhỏ mở mắt ra 8 giờ sáng là nó vô nó mở hũ liquid ra, nó đắp từ sáng cho tới 5 giờ chiều nó đi về. Nó nói chị ơi sao mà em ngồi em đắp bột em nghe mùi liquid với em thấy nó thơm quá. Chắc bà bị ghiền rồi. Chắc bà bị ghiền rồi đó. Em nghĩ em cũng bị vậy. Ngồi đắp liquid từ sáng tới chiều cái nó bị hai bờ. Cười hoài luôn. Tùy cái liquid của mình á. Tùy cái liquid. Em nói chơi chứ tùy cái liquid. Có loại liquid nó rất là hôi. Mình chịu không nổi. Có loại liquid đó. Mấy cái liquid đặc biệt là liquid mà MMA á. Mình đắp đầu tiên mở cái hũ ra mình sẽ nghe nó không có hôi bằng, nhưng mà mình xài nó mình sẽ dễ bị nhức đầu lắm. Giống như mấy ngày mà mình hơi mệt mệt trong người, cảm trong người á, mà mình hít liquid MMA vô á, trời nó khó chịu lắm, về nó nhức đầu nó khó chịu lắm. Cho nên là tùy cái liquid, đặc biệt là mình xài mấy cái liquid EMA thì nó đỡ hơn. Liquid của Journal thì nó cũng không có hôi lắm, cho nên là em ok. Ở đây tụi nó hít mà tụi nó còn ghiền là được. Em chưa bị sao hết. Em biết nhiều liquid hôi lắm, chịu không nổi đâu. Không biết tại sao nó hôi dữ nữa. Em cũng nghe thơm nè. Dạ đúng rồi. Mấy cái đồ của mình xài, mấy cái đồ của công ty em thấy nó thơm thơm. Ví dụ như cái primer nữa. Primer thì thường là mình có hai loại. Một loại acid primer thì nó hơi hôi. Còn cái loại mình nên acid primer mà em xài vừa cho bột vừa cho gel á, nó loại mà em xài cho móng của Kim nè, em xài cho bột dip rồi luôn á thì nó thơm. Thơm mà mình tự tin mình hỏi anh khách mày muốn hít một cái không, thơm lắm nha. Hỏi vậy thôi đâu có dám đưa cho nó hít nhiều đâu. Nó hít nó bệnh đâu thừa, mình hỏi chơi thôi. That's why she come back every week for you. Really? Yeah, I think cocaine so. Addiction. Specs are tight. Eric, nói hát một bài vậy nè. Hát một bài. Hát một bản hả anh? Một bài. Hát một bài. Trời, giờ đang vũa không có hát được. Chơi một bài nè đi. Đây nè, cái này nè, primer này nè. Cái này là xài cho gel, acrylic and gel builder. Và đặc biệt là xài cho top coat với thằng Deepin đó. Là nó dính rất là chắc luôn. Hủ Stephanie muốn order nail job. Dạ chị Steph ơi, để em gửi cho chị cái link nha chị. Nó có một nó có hũ lẻ, nó có hũ bột lẻ, nó có set gel với nước sơn thường lẻ, rồi nó có bán completely set luôn. Chị mua completely set thì lúc nào chị cũng được 10%. Để em gửi cho chị Steph cái link.
Để chị vô chị coi bảng màu. Cái này ngày nào em cũng quay video em khoe thì kỳ quá. Nhưng mà ngày nào cũng là ship ra thùng cho khách hết á. Chị Bùi Hải Yến được. Chị Hải Yến có bà con gì bên Mỹ không? Tụi em ở, mấy chị ở ngoài Hội An rồi Sài Gòn đồ này kia order của tụi em là order về bà con bên Mỹ nè, free shipping, cái họ gửi về Việt Nam. Còn ship về Việt Nam thì em sợ là cái dịch vụ ship nó mắc. Chị nhắn tin vào trong Facebook của Nail Shop đi. Trời, đang đợi hết dịch, đang đợi chích vaccine mà Việt Nam cho về, em về nè. Đang về bên đó để coi, để coi làm cái tiệm supply bên đó cho mấy anh chị, hỏi quá trời luôn. Trời, công nhận cái màu này nhìn đã ghê á cả nhà. Liquid tạm thời tụi em chỉ có size 16 ao thôi. Tụi em đang ngưng cái 1 gallon lại à, mấy ngày hôm nay đang làm trên giấy tờ lại. Trời, ship liquid gallon đi á, giấy tờ cũng nhiều. Xong á là em sẽ thông báo mấy anh chị liền. Khách mua liquid gallon rất là nhiều ở nhiều tiểu bang. Nhưng mà tụi em đang làm giấy tờ xong em thông báo mấy anh chị. Dạo này Ngân xuyên live lắm. Ốm rồi đó. Xuyên live lắm mấy anh chị. Cho nên là có gì làm lên em kêu réo mấy anh chị liền à. Loại primer đó xài loại bột nào cũng được. Dạ đúng rồi. À, dạ đúng rồi. Anh Phạm đúng không? Phạm Đông. Phạm Đông. Ở Kim biết đọc tiếng Việt nữa ta. Yes, yeah. Surround you too much. Nhưng mà cà không biết. Cà. Ở bên đó. Ok rồi, xong rồi, sếp đã xong rồi, bắt đầu bây giờ mình. Đây nè, móng này là móng của The Nail Tech đó nha mấy anh chị. Mai đi giũa nail đó, mà đeo móng này quen rồi. Đeo xong rồi bắt đầu khách nó đòi. Mai là thế nào cũng đòi bộ này hả? Yes, always. Làm xong bộ nào là khách đòi bộ đó. Ở hồi xưa là em hay đeo móng đó, tự nhiên sau này cái hết đeo được, không biết tại sao nữa. Khi tối mình live, mình nói chuyện giỡn cho vui. Cho nên là cái nào mà lỡ lời thì mọi người bỏ qua nha mấy anh chị. Thì em sợ tối mà live mà đến thin mọi người buồn. Tối dễ buồn ngủ nữa. Cái anh Phạm Đông có chơi loại primer lớn không? Chơi primer dạ có, anh Phạm Đông có. Mình có size lớn, như em nhớ là 16 ounce đó anh. Ngân xài cỏ số 14. Yeah, now we need a weapon with us all the time. Khi mà mấy cái bây giờ là đi ra đường mấy anh chị đi mua gun là không có mua được đạn, rất là hiếm. Cho nên là we have to find another kind of weapon with us. Phụ nữ thì có nail, không biết là mấy anh bây giờ có cái gì. Đầu giũa bao nhiêu vậy? Dạ, đầu giũa này 21 đồng mà nó đang hết hàng, tới đầu tuần này mình mới có lại nha mấy anh chị. Trăm xe đẹp quá. Dạ, thank you. Nghe coi, có nhiều khách nó mắc cười đó. Mình ngồi mình làm ban đêm rồi nè, cái mình nghe tiếng động bên ngoài, mình sợ. Nó nói mày yên tâm đi, don't worry. If someone get in, I'm gonna poke them in the eye. Và làm mình cũng sợ luôn. Ghê đấy, ghê quá vậy ta. Chai lớn bao nhiêu em? Em không nhớ giá, em nghĩ nó around 50 năm mấy anh. Để em gửi link cho anh nha. Tiệm anh có xài deep không? Nếu mà có xài deep là anh xài cái primer này với deep mà anh sơn gel top á, nó bám rất là chắc luôn.
Dạo này khách VIP bên em họ đổi sang họ xài cái primer này với top rất là nhiều. Ok, xong một tay. Dạ, thank you anh Phạm. Anh Phạm Đông hình như lần đầu tiên coi live phải không? Em nhớ xưa giờ cũng chưa có kêu tên bao giờ. Để ngồi làm vậy này, bữa nay có Kim đọc comment cho em, chứ bình thường ngồi làm mình liếc qua thấy tên nào là kêu tên đó thôi. Cho nên anh chị giàu mà em không có hay được thì đừng có giận em nha. Để lo tập trung chuyên môn như này nè. Miếng cắt hả? Miếng cắt chưa, mình chưa có miếng cắt. Cái này là em cắt tay đó. Cắt tay mà nhanh. Cắt của em nó nhanh. Có là em báo liền. Có đồ chơi mới là Ngân báo nhanh lắm. Kim đọc gì làm bầm Kim. Cái nào đọc chúng mình đọc hơi lớn, cái nào thì không đọc được thì không hiểu. tưởng đâu giờ này tiếng Việt giỏi đọc được hết chứ. Cảm ơn, sẽ nhớ gửi link cho mình nha. Dạ dạ, xong rồi em sẽ gửi chị Jessica. Hello chị. Có chị hỏi gì chị nói đẹp quá thôi. Đẹp quá. Còn đuôi cũng nói nhìn đẹp quá. Thank you. Đẹp là nhờ tay đẹp, bụng đẹp, màu đẹp. Thank you cả nhà. Rồi bây giờ tới đây. Mình là cái chỗ này em phải đi. Cái bột nó còn hơi, cái mặt nó hơi ướt một chút, cái mình dũa đó nó hơi sần, cho nên em xài cái đầu mịn đây nè, em tuốt ngang cái cho nó mịn liền. Tuốt. Không hiểu. Bây giờ là làm với Kim á là phải dùng những cái ngôn ngữ sao để cho Kim không có hiểu. Anh em mốt mình nói chuyện mới tuốt một cái đâu nói gì. Cái từ đó mà Kim dùng lộn chỗ nó cũng nguy hiểm lắm á nha. Là nó sai tuốt tuần tuột luôn đấy. Hiểu không? À cái này nó giống như từ lóng, giống như đi phớt ngang cái mình. À để ví dụ làm sao cho dễ hiểu ta. Này mấy bạn mà sao nẻ bên Mỹ vô đây ngon dạy tiếng Việt luôn nè. Đừng, từ đó khó dùng lắm Kim. Ok, ví dụ như Kim rủ em đi chơi đúng không? Em đang mặc đồ bình thường thì em nói ok đợi em, cái em vô em tút lên cái rồi hả đi. Có nghĩa là mình vô mình make up, mình làm gì cho nhanh, giống vậy nè, đang dũa nhanh vậy nè. Chứ không có kỹ, giống như mình tút sơ vậy đó. I don't know. That's man right. Còn cái động từ nào khác không? Ồ chị ơi, hồi chiều em có nghe bên sale manager nói về cái nắp đó chị Sandy. À có nhớ. Si có hỏi về cái phần nắp rồi, có thể là ngày mai Si sẽ liên lạc với chị á. Tụi em sẽ gửi cho chị cái set mới, rồi chị chỉ cần gửi lại cho em set đó thôi chị. Bởi vì hồi nãy em mới nói đó, em mới nói luôn. Em nói dạo này công ty tuyển toàn là mấy anh đẹp trai mà lực sĩ sáu múi rồi không à. Cho nên là đậy nắp bột xong là cứng ngắc luôn, mấy chị mở không nổi. Mai bên sale manager gọi cho chị nha chị Sandy. Chứ có thể là chiều trễ đó cho nên là Si không có gọi được. Dạ em khỏe chị Tracy, thank you chị. Loại bột này có bao nhiêu màu? Dạ màu nó có 228 màu cho tới hiện tại. Và giá của nó là 3.067 đồng cho nguyên set. Là gồm có nước sơn treo, nước sơn thường với bột đắp đít. Trời, mấy anh chị thấy em ở trên live nói chuyện chơi giỡn vậy đó. Mà mọi người có gặp em ở bên ngoài mà thấy em đơ 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 đơ. Mọi người thông cảm, không phải nhiều khi ở bên ngoài em nghiêm lắm.
Ở bên ngoài em nghiêm hơn ở trên live. Trên live mình nói là mình không có, mình làm mệt nguyên ngày á, cho nên là nói chuyện vui vui cho nó relax thôi. Chứ bên ngoài gặp em ngoài đường mà trong giờ làm việc á, em nghiêm lắm. Có người chơi 5 chữ tốt luôn rồi, cho chị Kim nhũng não luôn kìa. Mình mới order và khách thích quá luôn, màu đẹp. Thank you chị Tracy, thank you. Trời ơi, nãy giờ mấy người khen luôn rồi. Phải nói là không có cái cảm giác nào sướng bằng khách xài hàng mà khen hàng đẹp hết á. Vui, vui lắm. I'm trying to read them, I don't know how. Không biết hả? Tu ta tu tu hả? So pretty. Dạ thank you chị. À, em đang xài màu 133 với 135 của Deep & Do á. Rồi bây giờ mình lấy cái miếng miếng khăn mình chùi. Kim chỉ Kim một cái này nè. I know you use disposables how to. So don't you napkin or any paper to clean, cái nó bị có mấy cái lông á. Yeah. So chop một góc của thằng disposable towel and clean. Very clean mà không có bị dính lông lá gì hết. Nó sạch lắm. Thấy không? Đỡ tốn tiền mua bông gòn, ồ giấy. Nói chung là đỡ tốn nhiều thứ. Bao nhiêu cho một set? Dạ 3067 cho một set. Bây giờ em xài crystal top nha. Bắt đầu mình design matte top chứ. Lộn xém chết à. Cái design này mình sẽ xài matte top. Em xài matte top. Dạ thank you. Dạ thank you. Cái màu này nó đẹp, nó dễ đắp, cho nên là mình làm ra mấy anh chị thấy nó đơn giản mà ra nhìn nó bắt mắt phải không? Cái màu này nhìn cho mùa spring nó bắt mắt lắm. 135 em mê màu này lắm. Thích xin lại của chị quá. Dạ, thank you. Ngồi đọc lâm bầm quá ơi. Keep saying that's good. He keep saying làm xong một bộ khác thêm một bãi nữa là 1 triệu like chỉ ngon. Trời ơi. Ôi thiệt á. Cứ kêu em hát hoài. Ở đây á, nhân viên nó sợ em hát lắm. Mà chưa thấy chị hát. Có bữa Tết đồ này kia có hát rồi. Em lấy cái đèn. Trời, em ghiền ca hát lắm, hát miết. Có hai thứ mà em ghiền, một là hát, hai là nghe chuyện ma. Giờ có hai chủ đề đó mấy anh chị yêu cầu, hai chủ đề đó là Ngân làm được hết. Một là hát, hai là kể chuyện ma. Cái nào cũng làm được trơn. Ok, nói chơi thôi. Bây giờ ở đây nè, em có cái I know what I do is gonna look different. The sand chill. The texture gel is like a sheen, so it's gonna give you a different effect for the flower. I think it's gonna be like 3D effect. Don't look at me like that. Like what? Do what you do. Okay, mình sẽ dẹp bông bằng cái gel này nha mấy anh chị. Nó tên là 3D texture gel. Để em cho coi cái nắp. Và em cần là em cần cây cọ 3D để mình lấy cái gel cho nó được nhiều. Còn mấy cây cọ nhỏ đó thì mình lấy nó hơi ít. Bây giờ mình lấy cái cây 3D. Ombre
Trời ơi, cọ nhiều quá. Giờ mỗi lần lấy cái cọ là bóc ra một đám cọ ấy. Mm. Lisa, I have a question. Chị ơi, sao em đắp móng, móng dài nó hay bị hớp ngấn đầu móng vậy? Nó bị cúp ở cái đầu móng đúng không? Nó bị gập xuống, nó bị bầu đúng không? Phải nó bị vậy không? Hồi trước em cũng có một anh nhắn tin cho em hỏi em ơi sao mà em đắp móng nó thẳng quá mà anh đắp hoài nó cứ cong cong hoài, nó không có thẳng. Nhắn hỏi xong Nguyên đừng trả lời luôn. Hỏi cái em ơi sao mà anh đắp móng anh của anh nó cứ cong cong hoài, nó không thẳng. Là do khi mà mình vuốt ra đó, mình vuốt cái móng ra đó, mình vuốt cho nó, cái tay của mình có thói quen mình gập nó xuống. Còn bây giờ chị tập thói quen chị vuốt cho nó thẳng ra ngoài, cho nó đi thẳng ra luôn thì cái móng, cái bột của nó sẽ thẳng. Còn mình mà quặp xuống thì nó sẽ bị cong xuống. Rồi. Bây giờ em vẽ cái móng này trước đi. Dạ. Yeah. Hồi nãy quên, đáng lẽ mình vẽ trước rồi mình đi cái mat top luôn. Mình khỏi phải go back in the second time. Này mình vẽ cái bông daisy cho nó có giống như là mùa xuân đó. Các anh chị thấy cái gel này nó hộp, nó như là cái bức tường vôi, cái bức tường trong nhà mình xài đó. Nó hộp vậy đó, nó cho mình một cái effect khác. Nhìn nó rất là lạ. Chị em đọc comment được không? Đang đọc rồi. Qua bên Cali đúng không? Cali đúng không? Chắc cuối năm em sẽ về bên Cali. Em đang đợi chích vaccine. Em chích vaccine xong rồi em đi tung hoành các tiểu bang mấy anh chị. Một năm nay bị nhốt nhà rồi giờ đang đợi vaccine. Ở Florida nó chưa cho tới mấy người trẻ, nó đang ưu tiên cho người già với nhân viên y tế. Canada. Ồ, Canada hả? Canada cũng đang đợi vaccine luôn. Canada em nghe nói là nó chưa cho vô mà đúng không? Trời, muốn đi Canada một năm rồi đó. Em muốn đi một năm rồi đó. Hồi 2020 là đã đi rồi, tự nhiên cái dịch giật. Hồi xưa giờ nghe cái câu dịch giật mà không biết nó ra làm sao, giờ mới biết được là dịch giật nó cỡ nào. Thế là nói tiếng Việt Nam mình nó có nhiều từ nghe dễ thương. Mà mấy từ mà ở dưới quê, ở dưới miền Tây á, nói nghe nó trời, về càng về trong giường như trong quê nội em á, dùng nhiều từ nghe dễ thương. Mấy ta nói tại sao mà người miền Tây chân chất thật thà là gì? Ok, rồi sau đó em sẽ cho hơi đèn 30 giây. Rồi bây giờ em sẽ đi thêm một cái bông bên này nữa. Cái này đáng lẽ là hồi nãy á, mình đi để em làm cho xong cái bông này ha. Để em trả lời. Đáng lẽ là hồi nãy là mình đi cái bông trước khi mình đi mask up coat cho nó đỡ mất thời gian á, nhưng mà thôi giờ mình lỡ rồi cho nên bây giờ mình quay lại mình vẽ thôi. Bông daisy thì nó dễ vẽ lắm, nó cứ năm cánh tròn, cho nên không có khó.
em xài cái gel này cho nó khác. Mấy anh chị thấy nó đúng là nó gọi là 3D texture rồi gì á. Trời, ban đêm ngồi làm nail vẽ bông phiêu ghê luôn á. Cảm giác nó đã gì đâu. Bộ này lấy 1.000 đồng. Ai vậy? Ai lấy được giá gì vậy? Bộ này lấy 1.000 đồng. Xong chị. Will you pay? No, I will walk out. I'll never come back again. Nghe chưa mấy anh chị? Đồ lấy 1.000 đồng là walk out and I will never come back here again. Cocaine addiction no more. Ok, rồi. Quên, tự nhiên giãn một bên xong rồi quên bên này luôn. Viết đầu óc để đâu á. Quên hết này, chưa già mà em lẫn rồi mấy chị ơi. Cái mà Ngân đang làm nó gọi là 3D texture. Cái này hồi bữa mình làm cái design giống như là sen vậy đó, nhìn nó đẹp lắm. Cái này mình làm được nhiều kiểu lắm. Cái này mới có một trong những cái kiểu của nó thôi. Nó ra cái mẫu nó different. Để chút em gửi cái cho coi cái hình nó ra làm sao, hình thù của nó ra làm sao. Loại này mình làm okay. Bằng bột được không? Không, không. Cái này nó chỉ là gel, gel là gel thôi. Nó là 3D texture gel, nó không có cái độ dính với nhau như là bột, cho nên mình không có làm qua bột được. Mình chỉ design gel thôi. Cái này mình làm được nhiều design dễ thương lắm. 3D texture nó có tới 3 màu. Màu trắng, màu đen và màu nude. Được chưa? Ok, sau khi xong có một cái tay bên năm. Tay bên này. Em sẽ đi matte top coat lại, tại nãy mình đi matte top coat trước khi mình ấy. Mình đi matte top coat trước khi mình vẽ, bây giờ mình đi matte top coat lại. Nhớ là cái phần chỗ này mình vuốt cho nó mịn xuống. Ok, cho nó đừng có bị treo dày đặc quá xung quanh đó. Ok, rồi. Tay bên này. Một hũ đó hả, em nhớ around 8-9 đồng gì một hũ á. Để em gửi cho cái link. Thiệt là nhiều khi mấy anh chị hỏi giá, em không có nhớ giá luôn. Mấy anh chị thích cái tên sản phẩm nào á, bỏ cái tên sản phẩm xuống rồi em sẽ gửi link cho mọi người coi. Lâu lâu em làm nhiều quá, em biết em bị gì không? Giống như là sáng thức dậy, không biết là tối hôm qua nghĩa là thí dụ như giờ này nè, là mình đi đâu mình làm gì, sometimes bị vậy á, quên. Don't tell me you have short Alzheimer's. Not that short. Ai thiếu nợ nữa nhớ dài lắm. Nhớ forever luôn á. Em nghĩ là lâu lâu mình bị, mình làm nhiều quá cái mình bị stress á, cái đầu của mình nó cũng bị ấy. Rồi, ok, hơi đèn xong bây giờ bắt đầu mình vẽ nè mấy anh chị. Ok, ở đây á. Short term memory loss. I told you. Short term memory loss. No. Dạ, yeah, đúng rồi, có hồi lúc mà đi làm tiệm nail á, có lúc em bị quên luôn.
Chị tối nay chị hỏi mượn tiền thì sáng hôm mai quên hả? Tiền đâu có cho mượn. It's not gonna happen, It's Kim. Not gonna happen, Kim. Yeah, don't worry. Don't worry. Ok, bây giờ em sẽ đi cái bông, cái viền của cái bông vô ha. Có chị đang dùng có bán trên website đủ không chị? Dạ có, nó có đầy đủ luôn. Tất cả các loại luôn. Ở đây là em đang xài cái chai. Tại vì cái này mình không có cần cái nét nó mỏng. Mình cần cái nét nó dày cũng ok. Thì mình dùng cái chai này mình vẽ luôn. Light Art Gel mấy anh chị. Mới hết hàng sáng nay luôn á. Cho nên anh chị nào mà thích cái set. À trời ơi, tự nhiên đi đâu ra ngoài mọi người không kêu em vô. Em đi ra ngoài mọi người kêu em vô giùm nha. Để hồi nó đi lạc đường đi ra ngoài đó mất tiêu không biết. Light Art Gel này em mới hết hàng sáng nay nè. Anh chị nào mà thích cái Light Art Gel set này 24 màu á, bỏ số điện thoại xuống đi rồi tụi em gọi cho. Có hàng là tụi em gọi. Cách tháo bột hả? Ừ. I think so. Tháo bột bằng cách nào vậy? Tháo bột bằng cách nào hả? She's talking about grinding off the acrylic, how you grind it off? I recommend soak them up. Your tornado drill thing. Cách tháo bột đó. Mình mua mấy cái đầu dũa mà bán. Uh-huh. Mình dũa cho nó mỏng xuống luôn rồi mình ngâm ra cho khách. Tại vì tháo mà rip off là trừ những trường hợp nào mà móng khách mà nó đã lip dữ lắm là mình rip thôi. Còn mà nó còn mới mà rip nó bị hư cái móng của khách hết. Ở đó mình sometimes khi mà cần thiết lắm thì mới xài chứ thôi nó cũng mỏng cái móng. Set gel này không có silver and gold hả chị? Dạ không, đúng là tự nhiên nói tới đó em mới nhớ được. Nó không có màu silver and gold. Rồi bây giờ tới đây em lấy cái hũ nó gọi là Sandy Shine nha chị nha. Right here. No, right here. No. That is not that. No. I have too many kind. You got lost too. Dạ em cũng biết nó ở đâu nữa nè. Different kind. Sandy Shine là ở đây em có cái hũ Sugar Glitter thì nó hơi to hơn chút xíu. Đây nè, Sandy Shine đây nè. Nó nhỏ hơn. Nè, mọi người thấy không? Sugar Glitter nó to hơn, Sandy Shine nó nhỏ hơn. Thì khi rắc cái này á, mình rắc bằng Sandy Shine, nó sẽ giữ cho cái móng của mình nó mịn hơn. How khách hàng họ đợi. How much is it? Mà nó bị cong không có chỉnh được hả chị? Chị ơi mai chị gọi vô bên sale team đi chị, để sale team nó hỗ trợ cho chị. Cái này em làm cái form order đặt đó, cho nên là có một số chai khi mà mình đóng vô cái nó bị nó bị quẹo á, thì chị cứ gọi cho bên sale team tụi em hỗ trợ cho chị. Rồi, sẽ cho hơi đèn. Một set của Light Art Gel 24 màu của nó là 126 đồng. Rẻ chán luôn á. Tính ra có 5 đồng mấy cho con chai gì. Có 5 đồng mấy cho một chai thôi đó nha mấy anh chị. Giá này là giá đặc biệt để giờ để cho mọi người mua đó nha. Mọi người tranh thủ mua nha. Khi nào mà có giá đặc biệt thì mọi người cứ mua đi. Sáng em kêu mấy anh chị tranh thủ mua nha. Xong cái tới trưa nó hết hàng. Rồi cái này thì mình đi cái viền bên ngoài. Mình cần cái, mấy anh chị thấy không, cái màu của nó đó, em làm nó đậm đặc lắm. Đây là cái màu em xài nè Kim. Cái set first pass luôn á.
mà nó thấy nó cũng không có đặc lắm. Ok, vẽ nó vậy nè, cho nên mình đi một line một là nó ra rồi. Ok, đi cái đường viền cho cái bông daisy. Right, this flower called daisy, right? Is that right? I don't think so. Daisy is more slimmer. Slimmer? Mm-hmm. So my flower need diet too. Why you laugh? Okay. Oh, your fault. You don't remind me. What happened? I'm supposed to draw the flower in this color. Right. Hai chị em hồi nãy dập lên rồi đó mấy anh chị, là vẽ cái bông. Vẽ cái bông là bằng màu màu xanh. So now you want me to draw the line in blue, or you want me to draw the line? White. White better, right? Yeah. Okay, bây giờ màu white, nhưng mà em muốn vẽ cái nét nó ra cái nét nó mảnh hơn. Thì khi mà mình vẽ trong cái chai đó, thực sự cái nét của mình, cây cọ của nó không thể nào mà nó mỏng quá được. Những cây cọ mà mình muốn cho nó mỏng thiệt mỏng là nó chỉ có nằm ở trong cái dạng những cái special brush để mà design thôi. Thì ở đây là em có cái cây liner size matter thì nó ra giống vậy. Thì mình lấy cái gel bên trong chai này mình ra mình vẽ luôn. Còn mấy cái dạng mà gel nằm trong chai đó mấy anh chị, nó không có cho mình cái brush mà tới mỏng như là trong cái mấy cái set mà chuyên mà để mình vẽ ấy đâu. Nó chỉ mỏng ở cái mức độ của nó thôi à. Và cái gel này nó đậm đặc tới nỗi mà mình lấy ra mình xài cũng được. Dạ dạ có, em gọi liền. Có hy vọng là tới tuần sau là nó có cho mình. Có, em gọi liền. Ok. You wanna show me a picture? Kim có một cái tấm hình để cho em coi, để vẽ theo. Ok. I got that. Hope it's gonna come out exactly. Usually don't. Khách hàng mà đem tới mẫu cho mình cũng vậy, sẽ không có hứa với khách là mình sẽ vẽ y chang giống vậy. Tại vì thực sự mình không có vẽ được y chang như trong một cái tấm hình một người nào vẽ đâu. Bản thân cái người ta vẽ mà kêu vẽ là y chang vậy, người ta cũng chưa chắc là vẽ ra y chang được. I agree. Cái này nó chỉ là những cái đường line thôi nha mấy anh chị. Nó không có là một cái hình gì chứ. Mình đi nhiều cái đường line khác nhau, mình nối nó lại thôi. Một bộ brush design có bao nhiêu brush? Giá bộ brush bao nhiêu vậy chị? Một bộ brush nó có bao nhiêu cây? Em nhớ là khoảng 6 cây. Giá thì sorry một lần nữa là em không có nhớ giá. Nhưng mà để em gửi cái link sản phẩm cho mấy anh chị đi, cho chắc. Em báo giá cứ lộn giá hoài mấy anh chị ơi. Em gửi link cho mấy anh chị vô check trực tiếp á. Đó, mọi người thấy cái gel này nó đậm đặc ghê chưa? Thực sự là cái gel nó đậm đặc không thua gì gel trong hũ luôn á.
người mua treo trong chai này xong cái em mất mối bán treo trong hũ luôn. Tại vì cái chai và cái hũ xài mà nó đẹp y chang nhau vậy nè. Cái này cái đồ đậm đặc của nó mọi người thấy không? Đó, cái này là em nói là cái công dụng của cái treo này nè, đó là lý do tại sao á khi mà mình sản xuất cho nó đặc là vậy. Mọi người vẽ trong chai cũng được, mọi người đem ra ngoài mọi người vẽ bằng cây cọ rời bên ngoài vẫn được như thường. Rồi. Qua bên đây nữa. Bên đây thì cái line này muốn thì mình đi một cái line này lên cũng được. Cho nó ally ra. Người ta nói công tình ngồi cắt chi giờ vẽ cái line. Công tình ngồi cắt cho cái line nó nén xong bây giờ mình ngồi mình vẽ lên. You know it'd be so cute with the metal art gel too. The metal art gel? Mm-hmm. Okay. Ở đây em vẽ những cái đường line cho nó đi vô giống như này nè. Cái cọ này rất là dễ vẽ nha. Cái cọ em đang xài là cây Size Matter. Do you ship to Pháp? Yeah, khách bên Pháp em nhiều lắm. Trời, có nhiều chị có... Paris, right? Yeah. Paris. Có một vài anh chị khách bên Pháp đó. Kim có tin được là gửi tiền cho em một lần gửi cứ mấy ngàn vậy đó. Rồi để tại vì họ gửi tiền mỗi lần họ gửi tương đối là khó. Để cho mình đi lấy rồi này kia cũng khó lắm. Cái gửi mấy ngàn kêu em giữ nó đi rồi chị trừ tiền supply ra từ từ. Mình cũng lại nó không lại gì nhưng mà mình rất là happy khi mà người ta tin tưởng mình tới cái mức mà gửi một lần mấy ngàn rồi cho mình giữ rồi họ cứ trừ tiền từ từ á. Tại vì giờ trên mạng là lừa gạt là đầy đúng không? Chị thấy sợ rồi đúng không? Nhiều khi gửi tiền xong rồi mất bóng, mất tâm, mất hơi luôn. Mà họ tin tưởng họ gửi tiền cho nó mình thấy mình cũng rất là vui. She like the way nó đậm đặc. Đậm đặc em vẽ đúng một đường thôi nè mấy chị thấy không? Một đường thôi. Mà cái này là treo trong chai em lấy ra đó nha. Đó là tại sao mà khi em làm nó hơi đặc hơn bình thường để cho mấy chị muốn xài được 2-3 công dụng. Rồi mọi người muốn nó lỏng, ai mà thích lỏng á thì bỏ thinner vô là nó sẽ lỏng ra thôi, treo thinner vô nó sẽ lỏng ra cho mấy anh chị. Nhưng mà em vẫn recommend là mình xài nó đậm đặc. Ok. Rồi chưa rắc Sandy sai. Vẽ xong cái thở ná thở luôn. Vẽ like là vậy mấy anh chị, mỗi lần mà vẽ like xong buông ra muốn ná thở luôn á. Phải tập hết hơi lắm. Vẽ xong buông ra mệt còn hơn là tập thể dục nữa. Rồi cho hơi đèn nha. Ok. Rồi anh chị nào thích cái gì thì cứ liên lạc với tụi em nha, qua Facebook của nhắn tin qua Nail Job là tụi em hỗ trợ cho mấy anh chị. Rồi nè, bây giờ qua bàn tay bên này cũng vậy, mình cũng vẽ những cái line giống vậy. Mấy anh chị thấy em lấy ra một giọt nước sơn nó không có chảy luôn, nó nằm đây nè. Mình cứ chấm lên cái đầu cọ và mình vẽ. Rất là dễ. Vẽ mẫu này là nó không có theo một cái đường lối gì hết nha. Đường nào mà thích là cứ vẽ. Đường nào mình thích là mình cứ phân nó qua cái đường đó.
nó ra mấy cái mẫu nó tương đối là lạ. Lâu lâu cái mình đi một mẫu cho nó hơi lạ ăn chút. Mày sẽ cho coi hũ mới rắc lên đi chị. Dạ, hũ mới rắc đây nè. Nó tên là Sandy Shy, là cái cát á. Cát lấp lánh hả Kim? Cát lấp lánh. Sand là cái dạng như cát. Dạ. Dịch tiếng Anh một cách hú hồn thôi. Chị thấy không, đắp bột á. Thực sự nhiều khi mình vẽ vời này kia cho khách họ vui, và cũng là một cái mà mình câu khách. Cho tới những cái mùa mà vắng thì mình cũng còn khách mình làm, chứ mình không có mấy khách mà chân tay nước mình bêu á. Tới mùa vắng khách họ đi đâu mất tiêu hết trơn à. Còn vẽ mấy cái này á, em đắp một bộ bột mấy chị thấy đâu có lâu đâu. Nãy mình đắp cũng tương đối là nhanh phải không, mà ngồi vẽ nó lâu hơn nhiều. Mình vẫn phải vẽ, mình vẫn phải làm đủ kiểu hết để cho khách họ có cái motivation, họ tới họ làm nail. Nó thấy cái đó là cái niềm vui á. Gì vậy? Thì giá xong thành ra cà rồng của anh. Ma cà rồng hả? Kim biết đọc chữ ma cà rồng luôn hả? Could you talk about my asshole? I think so. That's what I said. Is that right, Kim? I don't know. Let me read. I hope so. Let me read. I don't trust your Vietnamese, man. It's on time. Yes! That's all. I bet you anything. 100%. I'm right. That's the only thing I don't trust you. Your Vietnamese. Dạ, một bộ treo này 126 đồng. Tụi em đang out stock, chắc có thể là đầu tuần mình sẽ có nha. Anh chị nào mà thích đó thì có thể là nhắn tin vào nêu chớp cái số điện thoại của mấy anh chị, là tụi em có, tụi em thông báo liền. Mấy ngày hôm nay là thông báo miết đó, nói mấy anh chị ơi, sắp hết hàng rồi, mua về sớm. Mà có thể là mọi người bận cho nên mọi người không có để ý. Đó, cái treo vẽ đã lắm luôn. Trời ơi, công nhận. Kiểu này rồi mút treo trong hũ là coi như đứt bóng. Đứt bóng rồi. Này đã quá, nhưng mà treo trong hũ thì nó đặc hơn, cho nên là mình cũng làm được nhiều cái design mà thằng này làm không có được. Ok. Nè, lấy cái móng thiếp giả xúc thành cái muỗng mình, là rắc lên như nè. Rồi sau đó cho hơi đèn 30 giây. Ok, let's see. Có xong tin macaron không, để em đọc coi. Cái Candy Zeppelin Collection chừng nào có lại vậy? Dạ đầu tuần chị, khoảng thứ 2, thứ 3. Vẽ xong thành macaron luôn. Dạ, yeah, giỏi dữ ta. Tiếng Anh giỏi, ờ tiếng Việt giỏi dữ ta. Trời ơi, bất ngờ luôn nha. Đó, dễ thương không mấy anh chị? Mấy anh chị thấy sao, dễ thương không? Dễ thương thì ngần ngại gì không cho một cái like đi nè. Bệnh giờ đó tới tối là phát bệnh nữa. Ok, bây giờ tới gắn hột xoàn. Ở đây em có set hột xoàn. Trời ơi, hột xoàn. Con nhà có điều kiện, cái gì cũng không có. Hột xoàn này bao nhiêu set, muốn bao nhiêu hột xoàn. Giờ mình không có đếm bằng cara nữa, mà mình đếm bằng SS. Mình muốn SS 3, 5, 8, 16. Hột lớn nhất là hai hột cỡ 30 carat vậy đó, để chụp hình đó, hai hột bự vậy nè. Mấy anh chị muốn hột nào rồi có hột đó.
Rồi chỉ gắn có 4 hột thôi thì em xài cái gel này đi cho nó dễ. Glue gel pen tại vì ít quá cho nên không có cần phải mấy cái 4 hột chấm vô đây một hột. Thì cho em một bộ trả tiền sao à? Bộ nào bây giờ mình đang hết. Trời ơi, bởi vì em nói tối nay em làm live tay kim mà em sẽ biết là em sẽ có lỗi với mấy anh chị lắm. Tại vì mình đang bị hết. Nhưng mà mọi người nhắn tin vào nail job cái số điện thoại đi. Có thì em sẽ gọi liền. Cái thằng này nó đậm đặc cho nên xài đã. Chứ nó mà mấy cái loại mà formula mà lỏng lỏng mấy anh chị xài rất là khó. Đó là tại sao khi em làm em hay custom cho mấy anh chị giống vậy. Em muốn nói chúc gọi chị order nha. Chị đẹp, mai em gọi. Mai em gọi chị em mày đó không? Này buổi sáng chị đi làm à? Em nhớ thường buổi sáng chị đi làm phải không? Tối em hay hứa với chị lắm, em nói chị ơi xong cái bắt đầu em gọi cho chị, cái em về nhà cái em ôm hai bé xong cái em quên mất luôn. Trời trăng mây đất gì quên hết luôn. Chị em mày là bên Cali. Khách em dễ thương. Khách em là em nhớ ở chân trời nào là em cũng nhớ hết. Hộp sòn này, cái set này của em đó là set Swarovski. Mình có nhiều set lắm, để em gửi cho mấy anh chị coi. Mỗi một cái set nó có một cái màu nó khác nhau. Khi muốn gắn hộp sòn trên này không, em thấy cutie cổ đẹp quá chắc khỏi hả? Cái cutie cổ nó nhìn nó mướt quá thôi. Ốc sòn thì nhiều lắm, chỉ có nước cái chùm sò thôi. Nói chứ tự nhiên cái mình đắp xong mình thấy cái cuticle nó đẹp quá nè, cái mình lười gắn ốc sòn lên, mấy anh chị sợ nó khô vờ lên cái uổng. Gắn ốc sòn cuticle là trừ khi nào mà bữa nào em làm mà em thấy em vũa cuticle xấu, cái bắt đầu em đi lấy em che lại. Cái đó là người ta gọi là thợ nail giỏi thì không có bằng thợ nail giỏi che khuyết điểm. Kim hiểu câu đó không? Yes. It's so different. It's so different, right? Yeah. So different. Lâu lắm rồi em mới làm được những cái mẫu design giống vậy nè. Nhiều khi tối hai chị em hay ra ngồi làm nail với nhau, làm được mấy cái mẫu này. Còn bình thường làm cho khách nhiều khi sáng ra, khách nó tới ngồi hỏi mày muốn làm gì? Nên chỉ biết ngồi suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ chưa biết muốn làm gì nữa. Mất luôn hứng làm, hết hứng làm rồi. Kêu làm gì hết biết đường làm gì. Ngồi tối ra ngồi lại mình làm được nhiều hơn. Đây nè, em chụp hình bữa nay là chụp hình đơn giản. Hồi sáng giờ con kiểu chụp hình một tờ giấy printing paper nha mấy anh chị. Để lên vậy nè, nhìn cái nền của tay người ta rất là clean. Kim muốn em sức dầu không? Yes. It's gone Kim. Nhưng mà hồi nãy em chùi bằng alcohol rồi cho nên nó clean. Thấy không? Dạo này làm ăn khó khăn, chậm cấp lộng hành tới cuticle oil mà cũng mất nữa. Mấy đứa nhỏ lấy đi đâu mất rồi. Ok, đây, cho mấy anh chị coi bộ móng mà em làm ngày hôm nay. Đó, mọi người thấy sao? Bỏ cái đèn vô. Qua cái đèn đủ ánh sáng. Bởi vì người ta nói người đẹp là nhờ âm thanh và ánh sáng. Hồi xưa là người đẹp nhờ lụa, nhưng mà bây giờ là người đẹp nhờ âm thanh và ánh sáng. Nó khác liền phải không mấy anh chị? Đó. Rồi. Móng úp vài ngày là nó bị chóc ra hả? Cái này để tới live của chị Jay em sẽ chia sẻ riêng về cái móng úp cho mấy anh chị nghe, cho nó cho mình giữ nó bền hơn. Thường móng úp mà mình làm nó khoảng 2 tuần nó mới bắt đầu nó chóc. Rồi, thank you cả nhà dành thời gian theo dõi nha. Hai màu mà em xài ngày hôm nay nè, 133 và 135 của Deep and Do Collection bản số 5 nha mấy anh chị. Cái này là 4-in-1, nước sơn gel, nước sơn thường và bột. Rồi,
Thank you mọi người và have a good night cả nhà. Chị nào thích set gel thì cứ bỏ số điện thoại xuống đi rồi tụi em lưu xuống là em sẽ gọi cho mấy anh chị khi mà có liền luôn. Bye bye.